Nhung xin chào quý anh chị em và các bạn. Hôm nay Nhung làm chả quế. Chả quế chay. Cái này là mình chưa có chiên nha các bạn. Ba miếng ở trên này là Nhung chiên rồi. Trong nó giòn, cái vỏ nó giòn lắm á các bạn. Ăn nó ngon lắm. Nếu các bạn thích món này, cùng vào bếp với Nhung nha. Các bạn có thể ăn với bánh mì hoặc là mình chiên lên nha các bạn. Mình kẹp vô bánh mì vậy nè. Đó thì mình chiên lên. Nguyên liệu gồm có đây là bột mì căn. Mình có dùng 250 g một bịch. Đây là 70 g bột năng. 70 g bột gạo. Gồm có đây là bột nêm, đường, muối và tiêu. Đây là Nhung có gừng nè, tỏi nè, hành. Ở nhà mình tự làm nè. Đây là có quế. Bột quế nha các bạn. Đây là có bột ớt và bột nghệ. Lát mình sẽ chia sẻ sau nha các bạn. Bây giờ Nhung sẽ cân bột. Trước tiên giờ mình sẽ cho bột mì căn vào đây. Bây giờ Nhung mới cân 70 g bột gạo. Đây là 70 g bột năng. Nửa muỗng cà phê muối, một muỗng cà phê đường, 2 muỗng cà phê bột nêm. Giờ mình cho nửa muỗng cà phê bột tỏi nha các bạn. Một muỗng cà phê bột hành khô, một muỗng cà phê tiêu. Giờ mình sẽ cho bột quế này các bạn. Nhung chỉ dùng 2 muỗng cà phê bột quế. Chả quế là phải có bột quế nó mới thơm nha. Thì Nhung sẽ cho đây là 2 muỗng cà phê bột nổi các bạn. Cái này là bột nổi làm bánh nè. Giờ sau đó Nhung sẽ đảo đều, trộn lên. Trộn cái thiệt là đều hết luôn. Sau đó là Nhung sẽ cho 500 ml nước. Mình sẽ đổ vào nha các bạn. Nó có quế là thơm quế quá. Giờ Nhung sẽ cho vào máy Nhung xay nha các bạn. Xay cho nó thiệt là mịn ra. Nhung sẽ dùng cái lưỡi dao bằng sắt nha các bạn. Nhung cho hết vào đây. Giờ Nhung chuẩn bị xay nha. Bây giờ Nhung đã xay khoảng chừng 3 phút đến 5 phút. Nó sẽ dai nha các bạn. Giờ mình cho ra tô. Các bạn thấy nó dai không? Nó có bột năng, bột gạo mà nó cũng dai. Chứ còn mà nếu mà mình cho cái bột mì căn không đó các bạn, nó dai lắm, nó không có ngon. Mình phải pha vô vậy nó mới ngon. Thì mình sẽ chờ ủ nha các bạn. Ủ trong vòng khoảng chừng 30 phút. Rồi Nhung sẽ hấp nha.
Bạn nhìn thấy ngon không? Bây giờ Nhung sẽ đậy lại nha. Nếu mà các bạn mà có thời gian rảnh á, thì các bạn chờ 30 phút. Còn không có thời gian thì các bạn cứ để sáng mai các bạn làm cũng được. Không có sao hết trơn á. Giờ 30 phút đã cho qua. Giờ Nhung sẽ cho vào đây cắm thớt. Nhung cứ chia đôi ra nha các bạn. Giờ các bạn cứ cho vào cái túi nha. Cái bao mà Nhung hay thường hấp á. Các bạn cái chằng cần cho nó ép nó ngay gốc vậy nè. Giờ Nhung có cho vào cái sửng đây Nhung hấp nha. Hai cái sửng mà mình dùng hai cái miếng chả của mình. Giờ Nhung cho vào đây Nhung hấp nha. Bây giờ mình đã hấp xong rồi các bạn. Mình hấp có chỉ có vòng 30 phút thôi nha. Các bạn nhìn thấy nó ngon không nè. Giờ Nhung sẽ cho nửa muỗng. Đây là nửa muỗng cà phê ớt bột. Nhung sẽ cho bột nghệ ở đây cũng là nửa muỗng cà phê. Mình cho thêm nửa muỗng nữa, tức là một muỗng cà phê bột nghệ nha. Nhung sẽ dùng một muỗng canh vào ăn. Giờ mình sẽ quét lên. Mình sẽ quét nghệ, bột ớt. Mình trộn luôn với dầu. Mình tha lên thành cái mặt chả quế đó các bạn. Giờ mình sẽ cắt thử nha các bạn. Mình cắt ra làm đôi. Miếng chả mình thấy nó ngon không? Các bạn nhìn nó dẻo luôn. Nè các bạn. Các bạn có thể ăn với bánh mì hoặc là mình chiên lên nha các bạn. Mình kẹp vô bánh mì vậy nè. Đó thì mình chiên lên. Chiên lên nó thì nó lại nó có cái mùi quế nó thơm hơn nữa các bạn. Ngon quá nè. Mình chiên lên nó thì cái vỏ nó sẽ giòn hơn nữa các bạn. Các bạn thấy nó vỏ nó giòn nè. Đó. Bây giờ chả quế mình đã xong rồi các bạn.
bạn thấy nó nở, gà sốt dai. Bây giờ Nhung xin dừng video tại đây nha. Nhung hẹn các bạn video kỳ tới. Nhung chúc các bạn thành công mọi việc, được sức khỏe dồi dào, trong thanh an lạc. Xin chào.